Có phải là hai thằng đánh nhau là hai thằng xăm trổ? Ừ, hai thằng xăm trổ. Một thằng béo với một thằng bé. Đúng không? Ủa, vậy đi sao, sao nó lại đánh cả em đánh cả anh nhỉ? Vậy là không phải nhầm rồi. Nó đánh em rồi, nó đánh em. Nó vào nó hỏi linh ta linh tinh sao? Nó cũng nó cũng hỏi em linh ta linh tinh xong là nó vùi em xuống ao. May hôm đấy bố mẹ em ở nhà. Em có sao không? Hôm đấy là em tóm không sao. Không việc gì. Em cứ tóm được nó luôn, lúc đấy mà tóm xong lại bắt được khai ra luôn nhưng mà nắng này có ra quét à? Ừ. Khó chế. Trời ơi, lúc mát thì quét. Cho nó khô để tối quét đấy chị, em có sợ mưa không? Nó lại ướt ra. Lúc mát thì quét đi. Đã xong rồi. Mà cái này nắng này. Đúng rồi. Chưa không làm ăn cơm nước thì lại... Anh chị mày cơm chưa? Chưa. Nấu rồi. Anh bị xào vậy? Đâu. Hôm nào bị hai thằng nào nó sang nó đánh. Hai thằng nào? Chị cũng không biết. Đánh lâu chưa chị? Vừa rồi đây này, hôm xong rồi bị hai thằng chó nó xăm sổ to như con tịnh nó sang nó đánh. Nó đánh á? Đánh anh Mỹ hay đánh chị? Đánh anh. Nó đánh anh Mỹ, chị trong nhà thế đi ra thấy đánh ấy, chả hiểu sao. Biết là phải hai thằng hôm đó nó đánh. Anh coi ơi. Chị coi đâu nhà? Anh coi. Hai thằng nào? Anh ơi. Anh. Em anh ra đi xem anh Mỹ bị hai cái thằng nào nó đánh đây này. Anh thử hỏi anh Mỹ xem được. Ai biết đâu tự nhiên nó sang nhà nó đánh hai làm sao không? Không, chỉ bị xây trước mấy người tí. Hai thằng nó đánh. Ờ. Em hôm nọ là cũng quá hai thằng nó đến đây nó đến cổng này xong nó gọi em xong đánh em ở ao. Cũng hai thằng. Vậy mà có bố mẹ em. Có phải là hai thằng đánh nhau là hai thằng xăm trổ? Ừ, hai thằng xăm trổ. Một thằng béo với một thằng bé. Đúng không? Ủa, vậy đi sao nó lại đánh cả em đánh cả anh nhỉ? Vậy là không phải nhầm rồi. Nó đánh vậy em rồi, nó đánh em. Nó vào nó hỏi linh ta linh tinh sao? Nó cũng hỏi em linh ta linh tinh xong là nó vùi em xuống ao. May hôm đấy bố mẹ em ở nhà. Em có sao không? Hôm đấy là em tóm không sao. Không việc gì. Em cứ tóm được nó luôn, lúc đấy mà tóm xong lại bắt được khai ra luôn nhưng mà thằng kia nó lại nó cứu. Thằng chạy béo, mất. Thằng to béo. Vậy là sao nó đánh cả em đánh cả anh nhỉ? Ờ, nhưng mà thế này thì hay là làm anh nghĩ là nếu mà thế thì không có. Vậy là được rồi. Vậy là không phải trùng hợp, vậy là cố ý. Cố tình rồi. Cố ý. Cái này là cố ý để tìm ra là thằng đấy thì thằng đấy thì em không quen. Thì đấy, anh Mỹ mình thì ra ngoài mình chả bao giờ mình gây sự với ai cả. Anh Mỹ có gây sự với ai đâu. Anh hôm đấy anh tưởng như này, nó bảo là sang chạy xe không anh, xong rồi anh xong rồi anh nói cái gì thế là nó không ấy nó đánh. Anh cứ tưởng là thế. Không phải. Nó đánh cái em đánh cả anh là cố tình. Nó gọi ra nó là ấy đàng hoàng là rất bọn này là rất có quy mô rất có tổ chức này. Nó còn biết cả tên nha. Nó gọi là tên anh luôn. Vậy là thằng này là nó cố ý nó đánh rồi. Nó cũng hỏi anh còi đi nè, anh còi cũng bảo kể là đúng ít gì như vậy đây. Có khi nào rồi không nhỉ? Nghi chị lắm thì em nghi là có liên quan gì đến thằng Hùng. Đấy chị bảo thằng chỉ có mình chỉ có đánh thằng Hùng. Còn không còn ngoại khác ngoài ai cả, chỉ có nó. Hay là hôm đó anh xuống đấy anh oánh nó. Thế là nó vậy nó là vậy là đúng rồi đến nó đánh, là đúng đến 70-80% là nó thì vậy thằng con chó này phải xuống đập cho nó một trận. Mình đấy đánh nó vùi dập bao nhiêu trận rồi chắc là nó tay cú. Là bây giờ là bắt đầu nó thuê hai thằng xăm trổ về nó dọa nó đánh đấy. Thôi thằng chó này nhưng mà không qua được. Đúng rồi, vậy là đúng là đánh. Bọn em là cũng nghi ngờ là nó đánh nhưng mà bọn em chả có chứng cứ gì bảo là bây giờ đánh có một mình anh còi vậy làm sao mà biết là khẳng định là nó. Đây hôm nay anh sang anh nói đây, anh chị nói đây. Ờ đấy là cứ gọi anh mày có phải mày không sao. Vậy là đúng là đúng nó rồi. Con chó này, không cứ đi mẹ cái chó này xuống chém chết luôn. Vậy là nói như thế là đúng nó rồi, không còn ai khác ngoài nó cả. Nói chuyện ra. Không còn ai khác ngoài nó cả. Thôi anh đang nói chuyện đã, bây giờ mình chưa chắc chắn. Nói cái gì mà nói? Chưa chắc chắn cái gì? Và anh em nếu mà một mình em thì có thể là ấy nó thôi anh ở nhà đi rồi có gì có đánh nhau mình chắc chắn là ngùng rồi thì em bỏ ra cho anh. Thôi, bỏ ra tao sát bỏ ra thằng này chỉ có chém chết nó thuê người nó đến tận nhà nó đánh mình để vậy thì mình yên à. Để im để tối nay em mình xuống gọi cả bố về nữa. Đi, cần nói không cần thì bố giờ anh điên rồi mà bỏ ra. Bỏ ra xem nào. Chị em mình bây giờ ấy. Từ từ để xem có đúng nó không, tại vì thằng đấy làm gì có tiền đúng đâu đúng mà. Đúng rồi, không khác gì nó ngoài một anh. Một là nó nhờ mượn hay là nó thuê kiểu gì đấy. Giờ nó đánh cả em đánh cả anh có, anh ở đây anh xích mích thằng nào không?
anh chả thích bình thường Thảo. Em ra ngoài em không bao giờ em xích mic hay là. Anh cả anh vừa làm gì là anh về nhà để đánh tận nhà. Mà đây nó về đến cổng mà hai lần nha, nó đánh cả em đánh anh là hai lần rất là giống nhau. Mình chỉ có đánh là ngủ là nó là cay nên là nó nhờ mượn người hay là nó thuê người để đánh, chỉ có nó, chỉ có nó, 80-90% là nó rồi, xuống là chốt luôn vào mồm nó, chắc nó em bỏ ra xem nào. Tao là đi đường sao đến xuống tao là ô đây em giờ nó bẹ luôn vào mồm nó, chứ giờ chắc chắn thì giờ là đến 97-80% là nó rồi, không đi đâu còn nó rồi, không lại đâu được. Thì cái chó này vậy là nó thằng này là đéo sợ chết rồi. Thì nó đánh như thế mà nó vẫn thuê người nhờ người nó lên bảo đây thì sao mẹ. Là đợt này là không dám bác mặt lên đây, nó là không lên đây. Sợ đánh là đúng này, nó sợ đánh nhưng mà nó nhờ nó người là... hay là nó thuê người đánh vậy mà... là chỉ có nó. Mà chị đang trong nhà thì như vậy Mỹ máy phải Mỹ không, xong ra hỏi chạy xe chạy nhất thế là thấy hôm sau bị đánh thế sao? Thì chắc chắn là đây anh còi đây đến cửa nhà xong là đập cửa dầm dầm xong gọi anh còi ra là bắt đầu trước kịp hỏi han gì là đã đánh đánh luôn. Mẹ nó mấy hôm đấy không? Anh đừng không sao đấy, còn có bố có mẹ em ở nhà đấy là mới đánh được túm được cái thằng kia kìa là vùi nó xuống ai lôi lên mày là mà thằng béo kia nó chạy lại anh thôi. Nếu hôm đấy chả biết cái gì cả nó gọi ra cái xong nó cứ ghê đồ anh túi bụi thôi đấy chó này vậy là vẫn để nó cắn sau lưng không ạ. Mình sơ suất kiểu là nó không, bây giờ nó không dám lên một mình nữa, nó không dám ra mặt nữa đâu, giờ là nói rồi mày, giờ nó ra mặt là nó đi luôn đấy, vẫn không sợ. Bây giờ anh sao? Bây giờ đi xuống nó. Xuống nhà nó xuống... là đi chỉ con không thể ôi, còn nhau không ở phải nhà. Nói năng gì chỉ một phát vào đầu là đi coi như là xong luôn. Để ra nhà em xuống ngay lần tội thôi. Giết người đấy. Bỏ ra. Đánh luôn là được rồi. Rồi cứ bỏ ra. Thằng này đánh nhiều rồi mà nó có ấy không? Đánh nhiều rồi như. Cứ bỏ ra. Chỉ cần chém chết. Thằng này chỉ cần chém chết. Nó bây giờ xuống nó nói chuyện hỏi cho nó rõ xem như nào. Bây dạ, giờ không phải hỏi gì nữa. Hỏi chắc chắn là nó sẽ không nhận, nó cũng bạn luôn. Chứ thằng này chìa khóa xe đâu. Không phải là cái gì là tự nhiên cả. Ở nhà đã. Một mình anh còn là bọn em cứ đợi bố bài xong rồi không phải nó. Chó đánh bao nhiêu lần. Bây giờ anh bảo đấy. Bây giờ đánh cả anh cả anh còi. Vậy là khẳng định là nó rồi cần gì nữa. Con bố còn có. Ngoài đúng không ạ? Không phải đoán mùa đoán non làm gì, chỉ xuống đấy là bạn luôn. Đoán làm cái gì? Nói rồi. Bao nhiêu lần tha ra cho nó rồi? Không phải tha, tiếc gì lần này cả. Còn lại xem nào. Ui. Vậy thì đây, cầm que. Đây, không ui. Cầm que. Ôi, sao cần que lại nữa anh ơi? Thế người không xuống đấy thôi. Xuống đây đi đường gặp cái que nào vớ nó vào mồm nó ấy. Xem là cánh cụt, cụt cái tay là. Đó này. Mồm đi này. Cái phát ngang mồm luôn, để cho nó kinh luôn. Em là vớ, tôi cãi được vớ. Bây giờ mà phải xuống xem nó ở nhà rồi ấy, không anh chị cứ ở nhà để em xuống trước. Anh chị ở nhà để em xuống trước. Thằng này chỉ một mình em thôi, không cần nhiều người. Vứt quẻ nhà đi đi đường. Đưa đây cho anh. Đâu đi đường người ta nói. Đưa đây cho anh. Vứt quẻ nhà đi đường, em đi cùng anh. Không ạ, một mình anh đi được. Đi. Một mình anh đi cũng được. Trời ơi. Bọn em đi thì cũng phải từ từ nói chuyện, cũng phải đàng hoàng xem nó như nào đã. Không có gì với thằng này. Em không cần quen làm sao. Em đi. Không cần dao. Không phải áo nhất làm gì, chống nắng nhất gì giờ này nó đổi lấy que cho anh. Không phải lấy, đi được qua cái que nào không phải giao đâu. Anh ơi. Để cho hai đứa nó xuống xem thế nào. Đi được gặp cái que nào ấy, đập ngã mồm nó luôn. Đưa đây bỏ ra xem nào. Để que nhà. Đi, que xong rồi, để que nhà đi. Cô với cả ô tô tiếc sao. Đi, người ta thấy người đi xuống tay không rồi, nói chuyện đàng hoàng đấy. Thằng đấy nói chuyện, anh thấy không nói chuyện nhiều rồi à? Nói chuyện nhiều nhưng mà bây giờ mình cũng chưa biết chính xác nó là mấy cái bảy tháng rồi còn hoa cần đi. Đưa cái que nhà, hoa cái que nhà em đi đi. Đi nhanh đi.